mình muốn xuống like nhiều nhưng mà like này nó còn quá nhỏ, do đó là mình gì mình phải tiếp like. À, chứ mình xuống như vậy thì đây mình lấy like như vậy thì nó được ít quá ha. À, nó được ít quá do đó là mình sẽ tiếp like. Mình tiếp phần like này ha. Và mọi người để ý cho mình như thế này, đây là phần sườn. À, phần sườn gì? Phần sườn phía ngoài ha. Phần sườn bên hông đây, phần sườn bên hông thì mọi người sẽ gì ạ? Sẽ tháo ra một chút xíu cho mình. Tháo ra phần dưới vậy, dưới like này một chút cho mình và mọi người sẽ may lại cho mình thế này ạ. Tại vì khi quần tay là người ta may á thì người ta lúc nào người ta cũng phải gì ạ? Phải đá ra một chút như vậy ha. À, dưới like này người ta còn lúc nào cũng phải đá ra một chút như vậy để khi mình lên like gì nó sẽ đủ giữa phần gì phần like và phần thân quần, nó không có bị nhăn ha. Nhưng mà bây giờ thì phần like của mình nó không phải nó nằm đây nữa mà nó nằm dưới này, do đó là mọi người sẽ may thẳng cho mình, sẽ may thẳng. À, mọi người tháo cái phần đá ra này đi, mọi người tháo cái phần phần gì phần phần chỉ đá ra này đi ha. Mọi người sẽ may chỉnh lại cho mình cho nó thẳng xuống đây. À, may chỉnh cho nó thẳng xuống đây, cái này thì của mình đã may thẳng rồi ha. Còn bên gì bên đường gì bên đường sườn bên gì bên trong đáy này, đường sườn bên trong đáy này đây, sườn bên trong đáy thì mọi người sẽ tháo ra như vậy để lát mình may nối lại sau ha. Mọi người sẽ chuẩn bị một miếng nẹp như vậy ha, chiều ngang có thể là 3 đến 4 cm là tùy theo cái gì mình thích, lai nó to hay nó nhỏ ha. Và chiều gì chiều dọc của nó đây thì nó phải gì, nó phải to hơn phần ống quần để mình làm cho nó rộng rãi thoải mái ha. Và vải này thì vải ngang vải dọc vải gì cũng được, à vải ngang dọc gì cũng được ha, tại vì mình có vải gì thì mình làm vải nấy. Bây giờ thì mọi người sẽ gì? Sẽ may nối đường này vô. Đây mình đã may nối rồi đây. May nối gì hai miếng vải này vô ha. May nối. May nối vô thế này. Và mọi người để làm gì? Mọi người sẽ may gì? Phần đầu tray này. Mình cũng bắt đầu mình may gì? Đây là đường thẳng đúng không ạ? Đường thẳng thì mình không may thẳng mà mình may gì? Đá ra. Mình may đá ra như vậy. Đó, mọi người may đá ra như vậy. À, mọi người bắt đầu là may từ đây đá ra, hơi đá ra một chút xíu như vậy ha. Đá nhẹ và mọi người lấy giáo. Lấy giáo đây là gì? Đây là phần tray để may vào gì? Phần thân quần ha. Và bây giờ mình may xong rồi thì mình sẽ gì, mình sẽ ủi rẽ ra như vậy và mình sẽ gì may vô đây, may vô phần này đây, phần sườn bên trong thì mọi người gì tháo nó ra để nguyên, còn một phần bên ngoài đường sườn bên ngoài thì mọi người chỉ may gì chỉnh cho đường này nó thẳng thôi ha. Còn mọi người sẽ may vô đây thì mình sẽ đặt vô đây, đây là phần lấy dấu rồi đây này ha, lấy dấu đây mình sẽ đặt vô đây để mình may. Đây là mình nói có năng đây nha, trong đường mặt sống của gì cũng được ha. Đây bây giờ thì mình sẽ gọt bỏ bớt phần này đi ha, phần vắt sổ này cho nó êm ha. Mình sẽ ráp đường sườn này vô. Đây. Và mình cũng phân dưới phần này, phần lai này mình cũng hơi đá nhẹ một chút xíu ha. Đây ở dưới phần like này mọi người cũng đá nhẹ ra đây một chút ha. Thì bây giờ mình sẽ gì? Mình sẽ ủi rẽ này ra ha. Thì bây giờ mình sẽ ủi rẽ này ra và mình đi bắt sổ đường like này ha. Bắt sổ đường like và mình ủi rẽ này ra. Đây mình đã ủi rẽ rồi ha. Mình đã ủi rẽ ra rồi. Ủi rẽ ra rồi và mình đã bắt sổ rồi thì bây giờ thì mọi người sẽ gì? Mình sẽ may mấy đường này, mình may mấy đường nẹp này ha. Đây ha, mình đã may xong ha. Thì bây giờ thì mọi người sẽ tiếp tục mình gì? Mình sẽ ủi cho đường này nó nằm vô đây. À, cho nó nằm vô đây ha, mình ủi cho nó nằm vô đây. Vải này của mình nó giống, do đó là mình gì mình ủi mấy như thế này là được rồi ha. Nhưng mà nếu như mà vải mọi người nó không có giống gì, nó không giống lắm, à phần này và phần gì phần thân quần nó không giống lắm thì mình sẽ ủi nhiều như thế này. À mình ủi hay nhiều như thế này để gì? Để nó không bị lộ phần gì phần vải nẹp này ra ha. Còn này thì mình chỉ cần ủi mấy là được. Bây giờ mình đem đi ủi ha. Đây, sau khi mình đã ủi xong rồi đây ha. Xong như thế này thì mọi người có thể gì? Có thể là mình gì? Mình xăm lai.
hoặc là mình gì mình may tùy theo mình thích ha. Mình cũng đã có một video hướng dẫn cách may like và video hướng dẫn gì cách xăm lai quần tây rồi ha, thì mọi người có thể vào đó xem.